Không biết có vô tay hay không. Vô tay chắc bữa giờ mình thu cũng được mấy rổ rồi, chắc là chưa chưa chín kịp. Để lần sau hái vô tay ha. Hôm nay thì đi hái rau củ, có rau kim cương này, rau tùm lum hết trơn á, đi hái cùng Nhung Hà nha cả nhà ơi. Let's go, đi vào vườn Nhung Hà nha. Let's go. Hello, chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay Nhung Hà có hai cái mẹt, hai cái niềm mới này. Bữa hôm mà mình đi chợ Campuchia mình mua ở nhà đó được hai cái, hôm nay là khai trương luôn rồi nha. Thì rủ cả nhà đi vô trong mình coi có cái gì, cái mình đi thu hoạch nhé cả nhà. Mấy em biết ngồi đã có trái rồi chưa? Mình thấy là bí ngòi chưa có trái bự, bên đây cũng chưa. Quá trùng rau với trái luôn. Mới tưới nước xong á nên là nó mới ướt nhẹp nhem. À, đi ra nhổ tỏi rồi nhà ơi. Đây 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 coi giống như mới mưa vậy. Nước á, ướt á. Mà mình bọc dâu tây nè cả nhà thấy không, phải bao bọc vậy đó mới có trái để hái. Rồi cái này là ra lứa hai nè đó. Đứa nhất là mình mới thu cái ruột bữa hôm á, được mấy trái đầu á, nó hơi nhỏ. Ít hôm nữa sẽ trái bự nha. Trời ơi, lứa hai trái bự ghê không. Tỏi, tỏi Hàn Quốc. Ôi ôi. Ui ôi, cứng dữ hả? Cứng dữ ạ. À. Đây. Ô, sao dễ. À, bấm được rồi đó cả nhà. Đây một em tỏi nữa rồi xong, nhưng mà không được cả nhà ơi. Chắc cái bẫy dễ hơn á. Đây, ui cha, cái củ này quá chừng đẹp luôn, mê chưa nhà nó. Đây một em củ nhỏ. Trời ơi, cái này mê thiệt cái chứ. Được hai củ bự luôn, đã chưa? Mình đi bẫy rồi nhà ơi, mình đi bẫy. Tỏi lên. Hay mình nhổ để cho mấy em vô tay có không gian hết cả nhà. Đó. Rồi, tỏi tỏi của Hàn Quốc á, nó thơm mà nó chắc, đã lắm rồi nha. Đây, cái chị hàng xóm ở dưới đường á, chị tặng năm ngoái Nhung Hà giữ lại làm giống này. Trời ơi, đã ghê, thơm lắm. Lát nữa share với chị một ít. Ừ, bứng vậy rồi mà vẫn gãy được có hay ha. Cái này nó chắc dữ ha, đã kìa. Xong rồi cái mình đi bón cho mấy chị dâu tây của mình một ít phân cá vô đây. Cái chuẩn bị có một mớ dâu hái tiếp. Mê chưa? À, hết rồi cả nhà. Ô còn mấy cây bên đây nữa. Này. Đó, trời ơi, đã chưa? Cái tỏi này bự này, bự đại ca này, không? Đó, đã ghê luôn. Được 4 năm cái này chắc mình làm giống cái năm sau. Nhổ cái tỏi cái từ thấy dâu tây nó đẹp hẳn rồi nhà ơi. Xong chuẩn bị có hai dải dâu tây mấy anh đây rồi đi gom tỏi lại cả nhà ơi, quá chừng tỏi luôn. À, đi rủ cả nhà đi thu hoạch gì ha, của gì ha, của nén á cả nhà, của hành tâm á, của nén á đó. Được mớ nhà ơi, nó già nó vàng rồi đó. Con cổ ở đây đâu rồi? Lâu mất tiêu ha. Trời hôm nay trồng được một mớ củ nén hành tâm nữa nha. Mũi quá trời ta.
chừng luôn. Đã ghê không? Mê mê, đê mê. Nhiều chưa? Đã. Già rồi đó cả nhà ơi, nó vàng. Mình nhổ xong rồi mình ăn một mớ. Xào nấu ngon mà nhậu thơm lắm. Nhất là làm mì Quảng ha. Trời ơi, mì Quảng không thể thiếu củ nén này được. Đã luôn á. Này là mẹ chồng em Như á, tặng Nhung Hà một mớ, với lại con Nam tặng Nhung Hà một mớ. Mình cứ để giống mà. Năm này qua năm khác. Đã ghê luôn. Ui ui. Mà củ nó ra quá chừng luôn. Mình để lại một mớ thôi, còn một mớ thì mình ăn kiểu vậy đó. Hả? Mê à. Quá trời quá đất. Mình dự tính sẽ trồng trồng gì đây ha? Trồng chắc mình trồng củ cải vô đây ha. Quá trời. Còn quá trời. Còn mấy bên kia là củ kiệu. Củ kiệu chưa có thu được, còn xanh lắm. Ít hôm nữa. Nãy giờ bậy lên. Bậy nhổ cho nó dễ. Không, quá chừng dễ là ngón. Chắc cũng được cả mẹt nhỏ nhỏ. Hành tâm rồi nha. Ồ, quá trời. Rồi, hết rồi đó. Rồi, được mớ hành tâm. Ê cả nhà ơi, mình thu hoạch được một mớ tỏi Hàn Quốc với lại một mẹt hành tâm này. Quá chừng luôn, đã ha. Có em bí ngòi. Thu hoạch em bí ngòi nhà ơi. Rủ cả nhà đi thu hoạch củ cải à nhà ơi. Hôm nay toàn là thu hoạch nhỏ, nhà họ cũ không vậy ta. Đó, trời ơi, củ cải nó bư. Thấy không? Củ này chưa. Củ này chưa có bự lắm. Mà bữa hôm á mình thu hoạch được nhiều củ bự đã gì đâu luôn. Mà hôm nay Nhung Hà nhổ hết đi đặng à. Cho cái em này ném lớn rồi nha. Bữa hôm mình muối được mớ kim chi rồi. Giờ thì mình giữ một ít ăn thôi. Làm salad trong xã còn mớ đi tặng ba hàng xóm với lại chị bạn Hàn Quốc. Nè, ươm cái khác vô ha. Lại chị. Trời ơi. Nó chắc quá, nó nứt luôn. Ôi ôi, củ nào cũng nếu rồi, uống nụ đã gì đâu luôn cả nhà, đã chưa? Nè. Ôi ôi, cái củ này nó bự. Đã gì đâu luôn. Đó. Mình đây nè. Không. Ớt của mình, trời ơi. Củ cải nó mê. Đá quá. Đây nè. Củ nào củ nến nó đá gì đâu. Đó, đây nè. Cả nhà biết sao không? Cái ớt này nó dài lắm, là chuẩn bị thu hoạch ớt non ăn. Trời ơi, cái củ bên đây cũng này nè. Úi giời ơi. Nhổ rồi nó ăn hết chất của cái ớt rồi, phải bón thêm phân thôi nha. Rồi cái em này là chắc ăn không được. Trời ơi, củ này nó bự. Củ thì bự, củ nhỏ thôi nhà ơi.
Đã gì đâu, hôm nay nhổ đã tay luôn á. Này là màu tím nè nha, màu tím đẹp ghê không. Cụ này bự, được mấy em bự ha. Mình tưới nước nó ùn lên một đống bên đây luôn. Này là củ cải hồng nè, trời ơi nó bự, nó ăn hết phần của ớt rồi nên nó un nặng luôn. Trời ơi cái củ bên đây này, úi dồi ôi, siêu to khổng lồ luôn. Đã gì đâu, đầy mỡ nữa nè, bự không. Công nhận năm nay Nhung Hà trồng được củ cải bự ghê. Năm ngoái cũng bự mà năm nay mình thấy được mùa hơn á. Đã gì đâu, ớt có trái rồi đó ha. Bên đây quá trời trái luôn nè. Này là ớt chuông. Có cái cây này con mình cô đơn quá hái luôn. Con nhổ tiếp trái ghiền quá. Úi dồi đã quá, cô nó bự ghiền. Trời ơi cái củ này nó nu, quá mê luôn á. Mê ghiền không gọi là không cưỡng lại nổi. Em tính chưa cho ảnh mà sao tự nhiên ghiền nhổ quá. Mê đê mê đê mê. Ôi cái củ nó bự đã gì đâu, chắc quá mà nó nứt luôn nè. Cái củ này y như trái tim vậy, đẹp ghê không. Nhổ hết luôn. Chưa bỏ tủ lạnh cho anh ăn. Đã dễ sợ. Ghiền, ghiền, ghiền. Rồi, thêm được mớ củ cải nữa. Hôm chắc hôm một mẹt bự luôn á. Đây, bây giờ tiếp tục đi thu hoạch rau kim cương nhé cả nhà. Đã ghê chưa? Trời ơi, cái rau kim cương gì đâu mà nó bự đã gì đâu luôn. Cây bên đây cũng vậy nè. Cái lá gì mà nó to. Mê. Ôi dưa leo rồi nha, dưa leo trứng rồng á. Mà bây giờ đi thu hoạch rau kim cương nha. Quá chừng rau. Và hôm thu được mớ trong vườn rồi, bây giờ là mình thu ở ngay cái thùng. Cái rau này á, mình nhúng lẩu á, mình thích nhất là nhúng lẩu rồi nha. Nhúng lẩu ngon lắm. Mà mình thấy đa số nhúng lẩu rau gì cũng ngon hết. Mà công nhận nha, cái lá làm sao mà nó chứa nước nhiều. Chắc mình tưới nước bao nhiêu nó hút hết vô cái lá sao nhờ ơi. Nó nặng trĩu. Nó to. Cây này chắc cả ký hơn. Uống nước nhiều lắm mà nha. Ngày nào miễn tới nước nó hút hết trơn, chứa nước trong cái thân của nó. Lá quá chừng đã luôn nha ơi. Bỏ máy xuống hái hai tay luôn nha. Hai em luôn à, lộn, hái hai tay luôn cho lẹ. Quá chừng nghe. Ủa, lá nó to. Wow, đã gì đâu. Các bạn nói làm salad rất là ngon nhưng mà mình chưa làm salad. À có làm salad rồi. Mà mình cảm thấy ăn nhúng lẩu là ngon nhất. Salad cũng ngon nhưng mà mình thấy là một mẹt luôn ở nhà. Còn 4 cây ở ngoài kia nữa. Ít hôm là hái được vài lần nữa là nó già. Xong rồi mình cho nó một tí phân vô. Thu hoạch xong là phải bón phân cho nó để cho nó có năng lượng ở lứa sau rồi nhà. Chứ nếu mà cả nhà thu hoạch mà không có tưới phân cho nó thêm á là nó mau cằn cái cây lắm, nó không có sức á cả nhà. Nên là mình thu hoạch lúc nào mình cũng bón thêm phân hết á. Thêm phân cá. Hai nữa là mình bón phân rau củ mình bóc á, một nắm á mình bón cho nó.
phần rau củ thì mình hay quay cái hiệu cho cả nhà xem ở video đầu xuân đó, mình hay quay trồng này trồng kia, mình quay ở nhà xem nó bịch đó đó. Nó to có mấy cây thôi mà cả mẹ cả nặng chắc cũng cả chục ký, nói cho cố thôi chứ không chưa tới chục ký đâu. Nhưng mà công nhận nặng thiệt, mà mình thấy nó cũng dễ trồng quá nhà ơi, nó dễ như mình trồng mấy rau cải bình thường vậy đó, dễ lắm, ăn không nhiều chất dinh dưỡng nữa. Rồi nghe nói là cái rau này hả, ở bên nước gì đó họ quý dữ lắm mà nhà, tự gì đó hả, à, nó khó mọc ở bên nước đó, chắc là không có nước hay sao đó, tại vì khi mình thấy cái rau này nó hút nước nhiều ạ. Trời chưa chi là được cả mẹ bự với nhà đã ghê chua, rau kim cương nha. Đi qua mấy anh kia mình đây nè. Trời ơi, đê mê chưa cả nhà. Quá chừng luôn cái lá này. Trời, cây này đã luôn á nha. Nó mướt 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 luôn. Giờ mà có bạn trong Hà lên làm cái nồi lẩu liền luôn á nha. Ta là một mình nó lười nên không có thời gian chăm vườn. Rồi cái mùa hè tốn thời gian chăm vườn lắm ở nhà, nổi tính nước không. Mà bây giờ Nhung Hà đỡ hơn một chút là mua cái máy về cho nó tự xoẹt 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 tưới. Chứ hồi trước là cứ 2 tiếng, hơn 2 tới 3 tiếng tưới nước rồi. Chuyến này mệt quá không có tưới nổi nữa, nên là gắn cái máy hẹn giờ cho nó tự tưới luôn. Ồ, cái lá này nó to. Wow, công nhận luôn cả nhà ơi, nó mê. Lứa đầu là lá nó to vậy đó, xong lứa thứ hai thì lá nó nhỏ hơn. Lá này hư rồi đó, không kịp thu nó bị vàng. Thì hôm nó lại xẻ ra tiếp, hái tiếp. Cái lá này nó to, phải công nhận nha. Lá năm nay nó bự hơn năm ngoái luôn đó cả nhà ơi. Năm ngoái mình thấy cái lá nó to ơi to, mà năm nay mình thấy nó bự hơn nữa. Nè, ui ui. Lá bên đây không kịp mấy nó hư rồi, nó không uổng quá. Cái lá nó hư vàng. Khi mà mình xào cái cây này nó, lần trước mình bỏ vô mình xào á, nó ra một bụng nước luôn cả nhà, quá chừng nước. Hèn chi cái cây nó nặng. Với cả nhà xem nè, Nhung Hà thu hoạch được cả mẹt rau kim cương, quá trời kim cương hột xoàn. Bao la kim cương hột xoàn, có ai ăn kim cương hột xoàn không? Kim cương hột xoàn mà ăn sao được cả nhà. Hay là chỉ là cái tên rau kim cương thôi hả? Trời ơi, cái ông máy bay nó bay lượn trên trời kìa. Mình nói chung á, mình thấy là nấu canh tôm nè, nấu canh tôm là thứ nhất, và nấu canh chua bỏ riêu nhúng cũng ngon, mình lẩu cũng ngon nữa. Nhưng mà mình thấy xào á thì nó ra nước nhiều quá nha cả nhà, nhưng mà nấu canh là mình thích hơn á. Nấu canh lẩu là mình thích hơn đó, hoặc là ăn sống như salad vậy đó, rất là ngon luôn. Oh, yeah. Tỏi Hàn Quốc nè, đã ghê chưa. Nào ơi, hôm nay thu hoạch được rất là nhiều luôn á, nào là tỏi nè, rau kim cương nè, rồi củ cải đỏ nè. Trời ơi, đi gom củ cải đỏ lại mới được, trời quá trời luôn. Ôi ôi cả nhà ơi, một ngày bội thu quá chừng luôn. Ôi ôi, quá đẹp chưa cả nhà. Ôi đủ hội tụ đủ màu sắc luôn, tím nè, vàng nè, trắng nè, đỏ nè,
xanh nè, trời ơi, meli 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 cả nhà ơi, đó, ngày bội thu cả nhà ơi, quá chừng luôn. Hôm nay thu hoạch được nhiều, thiệt là nhiều luôn cả nhà ơi. Thì cũng không ăn hết rồi, đi xe bạn bè ăn mỗi người một ít, chia sẻ mỗi người một ít, ăn cho vui vẻ thôi cả nhà. Thì cây nhà lá vườn mà trồng được gì thì chia sẻ bạn bè cho vui ha cả nhà. Thì thôi video của Nhung Hà xin tạm ngưng tới đây thôi. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình. Cả nhà ơi, tặng cho Nhung Hà một like, một đăng ký, một chia sẻ ủng hộ Nhung Hà nhé nhé cả nhà. Bye bye cả nhà.